Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Tử vi xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Ngọ trong tháng 12 năm Tân Sửu 2021 về âm lịch. Đây là một tháng mà tuổi Ngọ bất lợi chồng chất, rất khó đạt được kỳ vọng trong cuộc sống. Về theo tử vi trong tháng 12 của người tuổi Ngọ về âm lịch thì có cục diện tương hại thái tuế, nó dự báo những hung hiểm và những bất lợi mà người tuổi Ngọ có thể phải đương đầu ở trong tháng giảm này. Về đa phần đều là những tác nhân khách quan nó làm cản trở bước tiến, dù là Ngọ cố gắng thế nào cũng khó mà được như ý muốn. Bởi vì cục diện tương hại thái tuế nó đã dự báo đây là một hung hiểm rất bất lợi mà người tuổi Ngọ phải đương đầu. Đây cũng là lúc mà mọi người cần phải gấp rút hoàn thành để chuẩn bị kế hoạch dự định cho một năm mới. Nhưng rất khó khăn chồng chất khó khăn, và những khối lượng công việc lại đổ dồn về khiến cho bản mệnh luôn phải vắt chân lên cổ để chạy kịp tiến độ. Con đường tài lộc của con giáp này thì không lý tưởng, bởi chịu tác động từ yếu tố vận khí sa sút nên thành quả đạt được có thể không cao như mức kỳ vọng của bạn. Và tuy nhiên với người làm công ăn lương thì vẫn có khoản thu về ổn định từ lương cứng và thưởng. Với người làm ăn kinh doanh thì túc tắc cũng thu lời nhờ vào hoàng hóa bán vào dịp cuối năm Tết. Nhìn chung thì chi thu khá cân đối, làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Còn chuyện tình cảm ở trong tháng này cũng đang diễn ra khá căng thẳng, bởi vợ chồng luôn cãi cọ nhau liên miên. Đây cũng chính là một lý do bạn mang công việc về nhà làm còn đổ áp lực lên đầu người khác. Với đôi lứa vốn đang êm đẹp nhưng vì những quan điểm trái ngược mà xảy ra khúc mắc khi chẳng ai chịu nhường ai. Còn về đường sức khỏe của bạn cũng vì lý do nghĩ nhiều trong công việc nên chuyện tình cảm cũng sa sút rất nghiêm trọng. Và hãy suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc và bị quẩn quanh. Về xem tử vi trong tháng 12, đó là tháng Tân Sửu. Về dương lịch thì bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Về can chi là bính, thìn, giáp, thân, Tân Sửu. Về thiên can là Tân Kim, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là ngũ hành tương sinh. Về thái tuế là Thiên Sinh Địa Vượng. Về thứ nhất là xem tử vi về đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tháng 12 năm Tân Sửu 2021. Về theo tử vi trong tháng 12 năm 2021 đối với người tuổi Ngọ về âm lịch cho thấy con giáp này phải đối mặt với khá nhiều khó khăn trong công việc tạm thời ở điểm cuối năm này. Vì thế mà con giáp này lúc nào cũng tất bật, thậm chí là phải tăng ca hoặc là mang việc về nhà làm mà chưa chắc đã xong, bởi nó chịu tác động trực tiếp của hại thái tuế. Bởi tuổi Ngọ còn bị hung tinh thiên quan đeo bám nên đụng độ với rất nhiều hung hiểm trong cuộc sống và rất nhiều tác nhân khách quan như là tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp bất hợp tác, trục trặc về máy móc hoặc thiết bị, nó làm cản trở bước tiến dù là con giáp này cố gắng như thế nào đi nữa. Đặc biệt với các mối quan hệ trong công việc rất dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn hoặc nảy sinh nhiều chuyện cạnh tranh không lành mạnh, và tiểu nhân đã được đã gây ra không ít những cản trở và chia rẽ tình nội bộ. Chỉ một khúc mắc nhỏ cũng có thể châm ngòi mâu thuẫn trong một tập thể, nó dẫn đến nhiều chuyện thị phi, làm ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần làm việc của bạn. Và đây cũng là lúc mà mọi người cần phải gấp rút hoàn thành, chuẩn bị kế hoạch và dự định cho năm mới. Nhưng khó khăn chồng chất khó khăn với khối lượng công việc lại đổ dồn về đã khiến cho bản mệnh luôn luôn phải vắt chân lên cổ để chạy cho kịp tiến độ. Nếu như bạn không biết giữ mình ở thời điểm này để bản thân bị quấn vào vòng xoáy
tranh quyền đoạt vị hoặc gây bè kết phái rồi bỏ bê nhiệm vụ chính thì bạn có thể sẽ bị cấp trên đánh giá là ý thức không tốt và đương nhiên sẽ không được làm cấp trên thì không thể yên thân làm việc rồi. Cuối năm mà còn bê tha như vậy thì là một dấu hiệu rất cảnh báo. Có hàng loạt nguy cơ như vậy nhưng không có nghĩa là tuổi ngọ không thể làm gì để thay đổi vận thế. Về thực chất, chỉ cần con giáp này tập trung tinh thần hơn thì chắc chắn mọi việc sẽ đâu vào đó. Về thứ hai là xem tử vi về đường tài lộc của người tuổi ngọ trong tháng 12 năm Tân Sửu 2021 về âm lịch. Về theo tử vi trong tháng 12 âm lịch cho biết là trong tháng Tân Sửu này thì hung tinh nó luôn ám quẻ đã khiến cho đường tài lộc của ngọ không được lý tưởng cho lắm. Nhìn chung là do vận khí sa sút nên thành quả đạt được khó có thể là cao như mức kỳ vọng của bạn. Và thậm chí tiền bạc thì có thể hao hụt với khoản không nhỏ, làm ăn thì thua lỗ nếu bạn không có kế hoạch tính toán cẩn thận và quản lý chi tiêu hợp lý hơn. Tuy nhiên thì người làm công ăn lương vẫn có khoản thu về ổn định từ lương cứng và thưởng Tết. Còn người làm kinh doanh thì túc tắc cũng thu lời nhờ vào hàng hóa bán Tết. Nhìn chung là thu chi trong thời gian này cũng tương đối ổn định một chút nhưng không cao. Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không lo túng thiếu, miễn là bản mệnh phải kiên trì đến cùng, không ngại khó khăn, không ngại gian khổ. Và tất nhiên để đạt được điều đó phải đổi lại thì bạn sẽ phải bận rộn hơn rất nhiều trong công việc, nhất là khi đây là tháng chạp Tết, mọi người đều cần được tiến hành và hoàn thành gấp rút trước khi năm cũ khép lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn làm ăn cẩu thả hay bất chấp để kiếm tiền, và càng vội thì càng phải chắc chắn để công sức không đổ xuống sông xuống bể. Còn việc hợp tác kinh doanh hay đầu tư trong tháng cũng cần được phải cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vận tiểu nhân đương vượng có thể gây ra những nguy cơ tiềm tàng mà bạn không thể dự đoán trước những hung hiểm đến một mức độ nào. Chỉ một bất cẩn chọn sai người thì bạn có thể trắng tay, làm ảnh hưởng nghiêm trọng lớn cho công việc. Về thứ ba là xem tử vi về đường tình duyên của người tuổi ngọ trong tháng 12 của năm Tân Sửu 2021. Về vận trình tình cảm của ngọ trong tháng 12 âm lịch này vẫn chưa đâu vào đâu, nhất là nữ mệnh. Với vốn dĩ bạn cũng có không ít những vệ tinh xoay quanh, nhưng vì đặt ra tiêu chuẩn quá cao hoặc là quá khó khăn trong việc lựa chọn nửa kia mà đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Có người lại vì sức ép tuổi tác và gia đình hối thúc mà luôn có suy nghĩ nhắm mắt đưa chân, tình yêu nó không thể cưỡng cầu, càng không thể gượng ép, hãy để cho nó diễn ra một cách tự nhiên nhất. Với tất cả mối quan hệ của các cặp đôi thì diễn biến khá căng thẳng, vợ chồng luôn cãi nhau liên miên. Đây cũng là do bạn mang công việc về nhà lại còn đổ áp lực lên đầu người khác. Vì vậy mà tình cảm vốn dĩ đang êm đẹp nhưng vì những quan điểm trái ngược mà xảy ra khúc mắc khi không ai chịu nhường ai. Về thứ tư là xem tử vi về đường sức khỏe của người tuổi ngọ trong tháng 12 năm Tân Sửu 2021. Thì theo tử vi trong tháng 12 của năm Tân Sửu này cho thấy, bởi có nguyệt lệnh lâm đất bệnh, nó cho thấy đường sức khỏe của người tuổi ngọ có nhiều dấu hiệu giảm sút. Cũng bởi con giáp này lo nghĩ nhiều cho công việc nên chuyện tình cảm bị bỏ bê, ăn uống hay mất ngủ cũng kém, khiến cho cơ thể ngày càng suy nhược, ể oải, nhìn như thiếu sức sống. Trong tháng thì nguy cơ bệnh cũ tái phát là rất cao, và lời khuyên dành cho người tuổi ngọ là phải nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, chỉ khi nào tinh thần ổn định thì lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Về thứ năm là về cẩm nang vượng vận trong tháng 12 năm 2021. Về cẩm nang vượng vận là hướng tốt là hướng chính nam, hướng chính bắc, còn hướng xấu là hướng tây bắc và hướng trung cung. Về ngày cát có ngày mùng 10 tháng 1, ngày 12 tháng 1, ngày 18 tháng 1, ngày 19 tháng 1. Về những ngày hung là ngày mùng 9 tháng 1, ngày 15 tháng 1, ngày 27 tháng 1 và ngày 29 tháng 1. Về thứ nhất là xem tử vi cho tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, nam thì thái dương mà nữ thì thổ tú,
Trong tháng thì đối mặt với rất nhiều khó khăn trong công việc, thường xuyên phải tăng ca. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Mão và người tuổi Hợi. Người tiểu nhân là người tuổi Thìn và người tuổi Tỵ. Những màu sắc may mắn đó là màu đỏ và màu nâu. Về thứ hai là xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Nam thì Thổ Tú mà nữ thì Vân Hán. Trong tháng thì các mối quan hệ trong công việc rất dễ sinh mâu thuẫn, có thể chia rẽ nội bộ. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Thìn và người tuổi Dậu. Những người tiểu nhân là người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Màu sắc may mắn đó là màu hồng và màu cam. Về thứ ba là xem tử vi cho tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Nam thì Thái Âm mà nữ thì Thái Bạch. Trong tháng thì thành quả đã đạt được có thể không cao như mức bạn kỳ vọng. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Sửu và người tuổi Dần. Người tiểu nhân là người tuổi Tỵ và người tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu đen và màu đỏ. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ. Nam thì Thái Dương mà nữ thì Thổ Tú. Trong tháng thì tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, diễn biến khá căng thẳng và quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ và người tuổi Dậu. Người tiểu nhân là người tuổi Dần và người tuổi Thìn. Những màu sắc may mắn đó là màu tím và màu hồng. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc. Nam thì Thổ Tú mà nữ thì Vân Hớn. Trong tháng thì sức khỏe bị giảm sút và có nguy cơ bệnh cũ tái phát rất cao. Và quý nhân phù trợ là người tuổi Tuất và người tuổi Dậu. Người tiểu nhân là người tuổi Hợi và người tuổi Dần. Những màu sắc may mắn nhất trong tháng đó là màu nâu và màu trắng. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.